Đội tuyển Việt Nam đã không xoay vòng lực lượng quá nhiều trong 4 trận đấu vừa qua ở vòng đấu bảng của AFF Cup, và một số trụ cột của chúng ta như Hoàng Đức, như Tiến Linh, như Văn Thanh hay Phan Văn Đức đều đang bị đau nhẹ. Rõ ràng là các cầu thủ này có thể kịp hồi phục để thi đấu với đội tuyển Thái Lan, nhưng thể lực chưa chắc đã là một yếu tố có thể đảm bảo. Trong buổi tập hôm qua, đội hình chính của đội tuyển Việt Nam chỉ đi bộ thả lỏng. Tiến Linh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, nhưng việc thi đấu trọn vẹn trận gặp Campuchia cũng khiến tiền đạo này gặp vấn đề với bắp chân. Các bác sĩ đang chạy đua với thời gian để Tiến Linh và một số cầu thủ khác kịp hồi phục cho trận đấu vào ngày 23 tháng 12 sắp tới. Đội tuyển Việt Nam lúc này được chia làm hai nhóm: nhóm đá chính thường xuyên cần hồi phục thể lực và chấn thương, và nhóm còn lại tập luyện với cường độ cao, sẵn sàng chờ cơ hội ra sân. Tuấn Anh chỉ thi đấu ít phút trước Campuchia nên đảm bảo thể lực. Ngoài ra, những cái tên như Văn Toàn, Minh Vương vẫn chờ được trao cơ hội. Đội tuyển Việt Nam không thiếu sự lựa chọn để vào sân thi đấu trong những trận bán kết sắp tới.